Chào mừng các bạn quay lại kênh của Mr. Lịch Bạch ha. Hôm nay Mr. Lịch Bạch cùng với các bạn sẽ xử lý một cái bộ chân mài có khuyết điểm là không có cái đuôi và cái đầu cũng rất xấu. Bây giờ mình sẽ tiến hành tạo dáng cái khu chân mài và tiến hành điêu khắc tạo những sợi lông mày như thật nha các bạn. Rồi mời các bạn cùng theo dõi.